Khách sạn ngoài trời này có tên New Stone nằm giữa dãy núi Amber hùng vĩ của Thụy Sĩ. Chỉ với 306 đô la Mỹ, du khách có thể tận hưởng cảm giác được ngủ giữa thiên nhiên với núi non trùng điệp bao bọc cùng với những đám mây bay lơ lửng ngay phía trên đầu. Ý tưởng này do hai anh em sinh đôi Frank và Patrick Ricklin cùng đối tác Daniel Champonnier sáng tạo ra với mục đích đem đến cách tiếp cận gần gũi và truyền thống hơn cho du khách ở đất nước nổi tiếng với các khách sạn đẳng cấp và những khu nghỉ mát sang trọng như Thụy Sĩ. Chúng tôi là những nghệ sĩ, chúng tôi không nghĩ ra ý tưởng này với tư cách là một chủ khách sạn. Ý tưởng này xuất phát từ thực tế xã hội khi mà bạn phải ngủ trong một căn phòng mà không có những bức tường vì không có tiền trả và nhờ đó chúng tôi đã biến ý tưởng này thành một tác phẩm nghệ thuật với những khách hàng thật, người phục vụ thật. Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ phòng, khách hàng chỉ cần gọi điện, nhân viên khách sạn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào du khách cần, thậm chí chuẩn bị cả bữa sáng và bữa tối đến tận nơi cho khách hàng. Còn để sử dụng phòng tắm, du khách phải đi bộ 3 phút đến ngôi nhà gần đó. Nơi đây cũng dùng làm chỗ trú chân khi trời đổ mưa hoặc thời tiết xấu. Mục đích mà chúng tôi hướng tới luôn là xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng đưa nghệ thuật vào trong đời sống hàng ngày và nhờ đó chúng tôi tạo ra được nhiều tương tác khác nhau trong công việc của chúng tôi. Ý tưởng này xuất hiện từ năm 2008 nhưng đến tháng 7 năm 2016 mới hoàn thành. Hiện danh sách khách đặt phòng của khách sạn này đã kín lịch trong năm 2017 với hơn 1.300 du khách từ khắp nơi trên thế giới.